Đây là giống như là trạng địa bây giờ tôi quay mấy cái cảnh mà bị gào chắn. Miệt thứ check in ngay giãn cách ở đâu ở đấy thành phố Rạch Giá. Hôm nay mùng 2 tháng 9 2021. Mấy cái chặng đi được là xưa rồi. Đây. Những hình ảnh mọi người đang xem được ghi nhận tại thành phố Rạch Giá ngày hôm nay với những chốt chặn ngày giãn cách do anh Nguyễn Hoàng Thái chia sẻ trên Facebook cá nhân. Dạ, đường Cẩm Tú, cái đường Trần Phú đúng không? Đây, gào luôn. Đó, giống như là chặn địa vậy đó. Gào luôn, quay đầu lại. Thành phố Rạch Giá là trung tâm hành chính của tỉnh Kiên Giang. Trong những ngày dịch bệnh COVID-19 bùng phát thì thành phố Rạch Giá thuộc vùng đỏ, là vùng nguy cơ cao. Bên đó là bị gào rồi, đó, thấy gào chưa, đó. Theo số liệu báo cáo từ Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, tính từ 7 giờ ngày 1 tháng 9 đến 19 giờ ngày 1 tháng 9, thành phố Rạch Giá đã ghi nhận 30 ca dương tính mới, là các trường hợp xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng. Trong đó, 16 ca mắc mới tại phường Vĩnh Lạc, 10 ca mắc mới tại phường Vĩnh Thanh, 3 ca mắc mới tại phường Vĩnh Bảo và 1 ca mắc mới tại phường Vĩnh Quang. Nâng tổng số ca mắc của thành phố Rạch Giá lên 772 ca. Và nếu cộng gộp tổng số ca bệnh được ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang và Bệnh viện Ung bướu tỉnh Kiên Giang thì thành phố Rạch Giá có tổng số ca mắc COVID-19 là 823 ca. Không có được ra. Nếu chúng ta đi xuống đường trường nam trường nữ đó xuống dưới thì cũng bị chặn về vùng xanh này, nó không có cho mình đi được. Nói chung là gào cản chứ không có còn chốt nữa. Đây thì mình đi tới đây. Mình đi đường lê lại này thì mình ra bệnh viện tỉnh Kiên Giang. Đó, bắt đầu. Nếu chúng ta ra được bệnh viện tỉnh Kiên Giang tưởng đâu là được, không, gào cản rồi. Tan 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 tan. Đi xuống đây thì vùng xanh cũng bị gào cản ở phía dưới đó. Thôi, không đi. Thì bây giờ đi đây, tan 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 tan, gào cản ngay đây. Không bao giờ đi được. Đó, thấy chưa? Quay một cảnh bác chặn đồ cho cả nhà cùng xem. Đâu phải dễ đi, ship thiện nguyện là muốn đi là đi. Phải biết đường là thứ nhất, thứ hai nữa. Phải là biết mà cái rào cản nằm ở đâu, đi cho nhanh. Để đi chậm là bị người ta chửi, để đi chậm là bị người ta la. Đó, nhầm khi người ta đợi lâu quá, người ta cũng hơi la. Nhưng mà đây, đã thiện nguyện rồi, không nên buồn, không nên giận. Đó, đây, bây giờ thí dụ mình đi đường này. Đó, mình tìm cách mình đi xuống đây là đường gì ta, đường này là đường Lý Tự Trọng, đường này là đường Lý Tự Trọng, phường Vĩnh Thanh Văn. Đó, tính ra đi đường này không? Này thì tôi biết cái đường là những cái đường mà bị rào cản, tôi quay cho bà con xem. Tính đi xuống đường này phải không? Đường này bọc ra cái gì không? Quay lại. Đó. Làm sao đây, làm sao mình ra được đường về được đường Ngô Quyền và đường Trần Phú đây, để một chút nữa thì sẽ mở đường. Tính đây quay ra Ngô Quyền Trần Phú không? Không được, xin thưa. Đó, mình chạy tới rào cản luôn. Đó. Giống như là bác chặn đồ vậy đó, đi đường nào cũng bị rào cản hết trơn á, không phải dễ ăn đâu. Thấy vậy đó. Đó, rào cản luôn. Đó, đây là xuống đường Trần Phú, đường này đường Lý Hồng Phát. À, cái này là chỗ quán mì Lý Hồng Phát, đường Trần Phú bên đó. Rào cản quay đâu? Quéo 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 quéo. Đây, quay ra đường này. Là bị rào cản luôn. Tan 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 tan. Rồi sao ta? Tan 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 tan. Thôi, nói chung là quay vòng vòng khu vực này như thôi, đi tới sáng luôn. Chỉ có biết đường bây giờ thì tôi dẫn mọi người ra nha. Bây giờ tôi biết đường ra để tôi dẫn rồi nha. Bây giờ đường này mới là mình đi ra nè. Vô khu vực này thì chạy giống như bàn cờ đó, không có đường nào mà ra được hết trơn, rào cản rào sắt không, mà chỉ có một lối thôi, đó là chính đường là đường Nguyễn Hồng Sơn. Đường Nguyễn Hồng Sơn này thì chúng ta đi vô được và đi ra được chỉ có nhiêu đó thôi, chứ chạy hoài cũng vòng vòng thôi. Thôi xin chào, bây giờ là 9:10 tại cầu Bán Hai. Quay cho anh chị em mình xem, dẫu biết rằng là bây giờ rất buồn vì tình hình dịch bệnh rất căng. Nhưng mà thôi kệ, trong lúc đi xuống dưới bệnh viện tỉnh đem đồ cho những người anh em bị cách ly tại bệnh viện đa khoa tỉnh cũ, bệnh viện đa khoa tỉnh cũ nha. Đây,
quay cho anh em coi đường 3 tháng 2 đó, đang đứng dốc cầu, biết rằng là buồn lắm nhưng mà thôi kệ, gắng nhún chút xíu 50 phút quay những cái chặng đường như thế này vất vả trong ngày hôm nay đó. Xe đây đang chuẩn bị đem đồ xuống cho khu cách ly tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh, 80 người đang bị cách ly dưới này, buồn quá bà con ơi, quay vậy thôi chứ trong bụng buồn lắm. Đây là ngoài Hồng Tre nè đó. Thôi, xin chào bà con nghe, em lo làm công việc nha. Em mới xong bệnh viện cũ cũng vô đây gửi đồ thì chúng ta lại nghe chăng cái bảng ở phía trước có để số 1 á, cái cổng số 1 á thì gửi đồ vô, gửi đồ thì để đây ghi tên đàng hoàng mới được nhận, ghi phòng rồi luôn, ghi phòng đây rồi, cảm ơn chú bây giờ ghi phòng rồi ghi tên luôn. Đây đi gửi gấp, gửi gấp cho bà con một ít xà bông, xà bông giặt đồ nha, ý phải tôi lộn, xà bông gội đầu đó, viên ít nước suối, rồi bắt đầu mình ghi tên với ghi phòng ở trong đó người ta tự nhận thôi. Rồi xin quá duyên được thùng khẩu trang bà con ơi, về phát cho khu cách ly ở trong bệnh viện Đa Khoa cũ với cái khu cách ly ở đường Ngô Quyền đó, một thùng khẩu trang đem về phát đó. Bây giờ mình chạy từ từ về nha con, không chạy từ từ về. Đây là Phú Cường, đây là đang còn hiện tại đó, đây là kêu bằng là Đảo Ngọc, gần khúc Đảo Ngọc Phú Cường. Hai hàng cây này đẹp lắm, mát xinh tươi. Hồi nãy tôi quay khúc đi rồi, bây giờ tôi quay khúc về cho bà con xem cho vui thôi chứ không có gì. Nhiều khi bà con á, anh chị em mình đó nhớ cái cảnh Phú Cường, Phú Gia rồi không có đi ra ngoài đường xem được lúc này ở lắng biển như thế nào. Tôi quay thì tôi đăng xe cho vui thôi chứ không có gì đâu. Vậy đó, giống như mình rảnh mình đăng vậy mà, chứ làm gì giờ đăng mà mình đâu có tốn tiền đâu, chứ quay cũng đâu có tốn tiền đâu đó, cho bà con xem cho vui thôi. Đây mát rượi luôn, giờ này là đúng 2 giờ luôn, đúng 2 giờ chiều. Cảnh Phú Cường này là còn đường 3 tháng 2, nãy mình đi đường 3 tháng 2 tới Bạch Đằng, bây giờ mình vòng lên này. Bây giờ anh em mình xem vậy thôi. Đấy, video đẹp không đó. Tới dòng xe Quốc Cường rồi, đây là dòng xe Quốc Cường. Bình thường thì ở đây là vui lắm nè, bây giờ mùa dịch này là không có một người nào ra đây luôn, không có một người nào ra đường luôn, vắng que vậy đó, đó hơi thảm lắm, dịch bệnh này nó hại nhiều người lắm, không phải là đơn giản, rất là hơi thảm, dữ lắm luôn. Rồi tôi quay tới đây vậy thôi nha cả nhà, cả nhà giữ gìn sức khỏe, xin chào và hẹn gặp lại nha. Hôm nay mình đi quá duyên nha cả nhà, hôm nay là ngày 17 âm lịch rồi, 17 tháng 7 âm lịch rồi. Đây là đường 3 tháng 2, khúc này chặn Quang Cải đi tới Phú Cường, thì đi quá duyên mấy cái khẩu trang sẵn rồi chạy dưới đây mình nên buồn buồn, gió mát hiu hiu. Giờ này là 1 giờ mấy, gần 2 giờ, 1 giờ 15 phút đó. Đây là đường 3 tháng 2 này, chạy hẳn đến Phú Cường, đến Phú Cường. Quán lẩu dê Độc Thọ, quay vòng vòng cho mọi người xem cho đỡ nhớ khu lâm biển của chúng ta. Đây là khu lâm biển tại trung tâm thành phố Gạch Giá,
từ 3 tháng 2. Dưới này thì hiện tại giờ là đang buổi trưa 1 giờ mấy 2 giờ nhưng mà mát lắm, nhờ có cây cảnh rồi cũng đẹp cũng mát, mà có cái hơi buồn vì dịch bệnh như vậy rồi nó hơi buồn thôi, hết dịch rồi sẽ vui trở lại thôi bà con ơi, gắng nha, thì chắc ăn cũng sẽ có một ngày sẽ hết dịch thôi rồi mình vui trở lại, quay cho bà con gần xa anh chị em nào ở dưới huyện xã ở nước ngoài không về thăm được quê hương Gạch Giá, hãy xem video clip cho đỡ buồn. Có người nào luôn. Thôi xin chào cả nhà nghe, em Bạn Công Việc nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, chào cả nhà. Đây là đường Trần Thập Tam, khu Lắm Biển nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Này bệnh viện tỉnh Pha Cũ ngày 29 tháng 8 gửi xuống cho bà con, có một mạnh thường quân giấu tên kêu gửi cho 5 triệu cho Hoàng Thái mua mấy cái đồ linh tinh, khẩu trang, thuốc tây đồ. Đây là đợt thứ nhất, còn đợt thứ hai nữa mới đủ. Còn đợt thứ hai nữa thì gộp có sữa, còn hay là gửi dầu đồ tùm lum chân á. Chút sau khi bà con nhận ở trong bệnh viện tỉnh cũ Đa Khoa này có nhận rồi á thì tôi sẽ chụp hình lại. Tôi kêu người ở trong á chụp hình với phim lại. Đây. Ở này gửi thêm cái chai xịt cồn, khăn giấy với cái bếp đun 6 thùng sữa. Cái này là đợt 2. Gửi cho khu C3 nhiễm bệnh viện cũ, bệnh viện tỉnh, bệnh viện cũ nha. Đây. Rồi cái này thì anh gửi vô là cái một bình nước đun sôi với mấy cái lốc nước sủi á, viên sủi á, viên sủi á với nước mà xịt khuẩn á, anh kêu lỗ mũi á, mấy mấy chục chai.
đó, mấy chục chai đây, với móc quần áo, với mấy cái chai rửa tay, chai xịt khuẩn rửa tay đó, nói chung là tùm lum, thuốc tây nữa, thuốc tây, thuốc sốt, thuốc hạ nóng, là tất cả các thứ. Móc quần áo luôn. Rồi vậy thôi nha. Bà con ơi, tôi tới đây rồi nè. Đây là khu cách ly tập trung cổng 2 nè. Gửi thêm nước suối với 2 thùng mì với 40 cái móc với cái thao. Đó. Rồi đó, vậy thôi nha. Cổng 2 lúc 3 giờ ngày 27 tháng 8. Rồi. Mưa gió vẫn đi ship cơm nha bà con. Đây. Mấy trăm hộp đây. Một trăm mười người. Ba pha. Rồi với cái hộp này luôn nè. Rồi. Anh em nào chúng ta có gửi vô đây thì 3 giờ chiều nha, 3 giờ chiều nhận nha, mới gửi được nha bà con. Ai có gửi vô trong khu cách ly này thì 3 giờ chiều gửi. Khu cách ly tập trung điều trị Covid. Em hả? Thì em làm thiện nguyện, coi như là ai muốn gửi gì đó thì đưa cho em đem vô đây. Ủa? Thì đây ba bữa nay đi vô đây gửi sữa với tả với tất cả các thứ. Thì trong đây là ba khu, khu A, khu B, khu C. Đây là bệnh viện tỉnh cũ. Anh em bà con nào có người thân trong đây á, thì đúng 3 giờ ghé gửi đây hoặc là liên hệ với tôi nhận rồi tôi đi gửi giùm cho. Đó, đây là bảng số 1, ghé ngay cổng số 1 này là được nè, khu tập trung cách ly nè. Đó. Cứ đúng 3 giờ là tôi sẽ vận chuyển xuống đây giùm cho bà con nha. Thôi xin chân chào. Đường Lạc Hồng nha bà con. Đây là đường Lạc Hồng, ngập cái ít thịt à. Ngập cái là hơn mắt cá luôn á, ngập nè. Đó. Đây là đường Lạc Hồng đang đi phát cơm, đóng cơm này nè. Mưa gió nè, thấy không, cũng phải đi chứ nhiều khi cơm đã nấu rồi mà mình không đi á, thì làm sao được, nấu 2-3 giờ kia mấy trăm phần là xong rồi thì phải đi phát. Đó, đang đi phát cơm cho người ta nè, cơm nè, đó, đóng cơm nó đi đường Lạc Hồng. Mưa ngập quá cũng phải gắng đi, biết đâu được mai mốt mình bị cách ly cái mình đâu có đi được, thành tử ra gắng đi, gắng đi cho xong hoàn thành nhiệm vụ. Quá trời ngập luôn rồi bà con ơi, ngập lúc cán luôn rồi, mưa quá trời mưa rồi. Đây nước tương, nước mắm thì ơi, một phần một chai nước mắm với chai nước tương với bịch gạo á Nhung, đem vô đó với rau này nè, mình đem vô giống hẻm ngày xưa luôn. Nhìn thấy là hết buồn. Chơi xe gì nữa kìa, nó đẩy xe gì xuống luôn kìa.